Mọi người trở lại kênh của BCT nha mọi người. Ngày hôm nay BCT gì? Chúng đi hai đứa thôi, chú không mua đâu, hai đứa đi bán đi, chú làm công chuyện rồi. Hai đứa bán vé số hả? Trời, con ai mà lại đây bán vé số vậy? Thôi để chú mở cửa cho vô coi cá một chút xíu là đi nghe, rồi đi bán nghe. Giờ này ui là trời, gần 3 giờ luôn mà còn bán vé số đây nữa. Thôi rồi vô coi, nhớ là vô coi là không có được thọc xuống hồ cá nghe. Đây nè mọi người ơi, hôm nay thì mới thay nước mấy cái hồ này nè. Ủa, cho chú hỏi coi là hai đứa bữa nay là nhà ở đâu vậy? Nhà ở đâu mà bữa nay đi bán vé số ở đây, chú thấy lạ quá nè, mặt mày gì mà lem luốc hết trơn vậy? Ra ngoài nắng á. Con đi đâu mà mày con lem luốc? Con đi ra ngoài nắng á. Con đi ra ngoài nắng con bán vé số con bị đen vậy hả? Dạ. Trời ơi, ủa rồi con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi. Mấy tuổi? 3 tuổi. Con 3 tuổi rồi hả? Con 3 tuổi mà con đi bán vé số hả? Ủa rồi cái này là vé số còn mấy tờ để chú mua? Thôi mà chú không có đem tiền ở đây sao chú mua được? Rồi à, cho chú hỏi nè. Rồi à, bây giờ là ba mẹ con đâu mà con đi bán vé số mẹ vậy? Ba mẹ con đi mất tiêu hả? Dạ. Ủa, ba mẹ đi mất tiêu vậy con ở nhà với ai mà ai mua vé số này cho con đi bán? Bà ngoại con hả? Rồi giờ lỡ con bán không hết rồi chiều bà ngoại con đánh con sao? Ngoại có đánh không? Không có đánh hả? Dạ. Trời đất ơi. Thôi bây giờ hai đứa coi cá ăn tí xíu đi rồi có gì chú mua ủng hộ cho. Đây nè mọi người ơi. Ở đây là mấy cái này hồi nãy là mới bán 5.000 xong hết trơn. Ngày hôm qua cả ngàn con bán giờ còn có nhiêu luôn nè mọi người. Nhớ là đừng có thọc tay xuống nghe. Ủa mà con biết cá này cá gì không? Dạ. Con biết cá này là cá gì không? Ma bồ đốt. Ma bồ đốt hả? Biết được ma bồ đốt luôn. Cá này là cá Dumbo. Dumbo chứ không phải ma bồ đốt nghe. Ủa bộ con cũng biết cá beta nữa hả? Dạ. Con có trên mạng đó. Con có trên mạng luôn hả? Dạ. Ủa rồi bây giờ nè, chú hỏi coi. Hai đứa rồi chú hỏi bé này trước nè. Con năm nay mấy tuổi? Con 3 tuổi. Vậy ủa 3 tuổi vậy là chưa có đi học hả? Dạ. Có đi học chưa? Có rồi chú. Con học ở đâu? Học ở trường Bộ Phước á. Ủa là bộ nhà con bộ bà ngoại con mắc con đi bán vé số ấy, hay là sao, là tại vì con muốn đi kiếm tiền để phụ bà ngoại? À vậy là do con muốn đi bán để kiếm tiền phụ bà ngoại hả? Sao con đi ngoài nắng gì mà cái này đâu mà đen thùi lùi chứ, vậy sao mà đen như vậy? Con ra ngoài nắng đen á. Là con do con đi ra ngoài nắng đen ha? Con nói lớn lên cho chú không nghe. Ra ngoài nắng đen á. À con ra ngoài nắng đen hả? Con bây giờ chú nói gì nè, hai đứa con có thích mấy cá này không? Dạ. Hai đứa con thích luôn. Bây giờ là tấm vé số này là bây giờ chú đổi cá với chú không? Dạ. Đổi cá với chú không? Đổi. Bây giờ là một tờ vé số này là 10.000, chú đổi cho hai con. Quên nữa, mà đổi gì rồi bà ngoại hỏi tiền đâu rồi con nói làm sao? Con nói là con mua cá rồi. Trời, mua cá bà ngoại đánh không? Dạ. Ủa ngoại có cho nuôi cá không? Dạ có. Trời ơi, hai bé này tội nghiệp ghê luôn mọi người ơi. Thôi bây giờ đi chú hỏi nè, con ở nhà với ngoại rồi có cô cậu chú gì không? Không. Không có luôn hả? Hay là không có ở đây hay là đi làm xa? Dạ, đi làm xa hả? Bây giờ thôi giờ chú vé số bữa nay là vé số này coi cũng bây giờ là chú đổi cá không chịu không? Chịu. Giờ con muốn đổi mấy con? 5 con hả? Rồi con muốn đổi mấy con? 5 con luôn hả? Là một tờ đổi 5 con hả? Dạ. Thôi con cầm giùm chú coi một tờ đổi 5 con gì. Thôi giờ con trong mấy con cá này là mấy đứa thích cá nào? Thích cá này. Cá này. Cá này chú. Con thích cá nào? Cá này hả? Con biết cá này tên gì không? Cá này là cá Dumbo. Ủa mà hồi quên nữa. Hồi nãy là con nói con học lớp mấy? Có học lớp gì? Lớp bà Phước trên nhà thờ hả? Chứ có mấy bà ma sơ hả? Rồi bây giờ chú nói gì luôn nè. Bây giờ là thôi bây giờ con đứng ở đây để chú hỏi cái. Bây giờ con nói con học là mẫu giáo rồi phải không? Học lớp bà Phước rồi phải không? Dạ. Vậy con có biết hát không? Dạ biết. Bây giờ con hát cho chú nghe một bài đi. Hát nghe một bài nào cũng được. Chú sẽ tặng con 5 con cá luôn, khỏi đổi vé số luôn, khỏi sợ bà ngoại la. Giờ cũng hát cho tặng chú một bài đi. Ba ơi, ca
quá giỏi luôn, thấy cưng quá trời. Rồi rồi ba mẹ con đi làm xa vậy đó, rồi con ở nhà với bà ngoại thì con có nhớ mẹ con không? Dạ không. Không nhớ là ủa sao kỳ vậy? Tại mà mẹ không có gửi tiền nuôi con hả? Dạ. Mẹ con không có gửi tiền hay sao mà con không nhớ? Anh không có nhớ mẹ con luôn. Vậy con có nhớ ba con không? Dạ. Không luôn hả? Sao sao kỳ trời? Ủa là tại sao mà con không nhớ ba mẹ con? Ba mẹ con bỏ con chi con với không sống lại mẹ mẹ. Có nghĩa là do ba mẹ con bỏ con chi cho nên con không không có nhớ lại ba mẹ con hả? Dạ. Trời ơi tội nghiệp nhỏ mà ba mẹ con bỏ con đi lúc con mấy tuổi? Con 3 tuổi. Không, cái lúc mà ba mẹ con bỏ con đi à, lúc đó mấy 2 tuổi. 2 tuổi hả? Ba rồi lúc đó con mấy tuổi? Con 7 tuổi. Không, cái lúc ba mẹ con bỏ con đi kìa. 5 tuổi hả? Trời ơi tội nghiệp. Con năm nay học lớp mấy? Dạ, học lớp 1. Học lớp 1 hả? Quên rồi, con có biết hát bài hát nào không? Con hát chú nghe bài đi rồi chú tặng luôn hai anh em. Ủa mà bữa nay hai đứa học buổi gì mà hai đứa hồi sáng có đi học không mà giờ này đi bán vé số rồi trời. Bán sáng giờ được mấy tờ à? Mấy tờ rồi hay là ba con bán được mấy tờ? Ba tờ. Ba tờ con bán con được. Bán được con bán được tới 6 tờ lận hả? Rồi rồi thôi bây giờ là chú tặng cho mấy đứa cá dạ quang chịu không? Giờ chú lấy cái ly này nè, chú múc vô cái ly để chú kiếm cái ly kìa. Đây. Tặng cho hai anh em luôn, quá trời tội nghiệp rồi. Mà hình như là chú thấy hai đứa quen quen nè. Quen lắm luôn á. Thôi chú tặng cho. Vì là hai anh em chia nhau chơi nuôi nha. Dạ. Rồi có biết nuôi không? Rồi cá này vậy con cho ăn cái gì? Con ăn thích ăn. Rồi con? Con cho ăn nó, ăn trùng chỉ. Con trùng chỉ, con biết trùng chỉ luôn hả? Dạ. Ơi mà cho chú hỏi coi sao mà chú thấy hai đứa quen lắm luôn á. Quen lắm luôn mà tại cái mặt đen đen chú nhìn không ra nè. Hai đứa ở đâu vậy? Tôi quen quen à, sao giống như là đang cho tôi gì nè, phải không? Dạ. Con có phải là Phương Anh nhà kế bên không? Không. Thiệt không nghe? Là bộ cho chú phải không? Dạ. Nè thôi bây giờ là chú tặng cho hai anh em nè, hai anh em đi bán lẹ đi để thôi chiều nay lỡ chiều nay là không bán được vé số là vì bà ngoại có đánh con có bị bà ngoại đánh lần nào không? Không hả? Bà ngoại cho đi bán được không được thì thôi hả? Bà ngoại đại gia gì hết trời. Bà ngoại là gì? Bà ngoại là thua. Bà ngoại là thua là gì? Là vua. Bà ngoại là vua hả? Dạ. Dữ trời, bà ngoại có quyền nhất nhà luôn hả? Dạ. Vậy ông ngoại là gì? Ông ngoại là vua. Tưởng đâu ông ngoại là thái giám, bà ngoại là vua thì ông ngoại là thái giám mới đúng chứ. Ở ông ngoại là vua luôn các bạn ơi. Đó luôn. Ủa tại sao con nói ông ngoại bà ngoại là vua là sao? Thì bà ngoại con quýnh con nhiều, con ngoại mới là vua. Con có lì không mà bà ngoại con đánh con? Có lì không? Không có lì hả? Rồi bây giờ là chú tặng cho hai đứa nghe, cho chú thấy hai đứa này nó quen quá trời luôn ta ơi. Thôi bây giờ đi vô rửa mặt rồi để xem coi để chú xem coi là có quen không nè. Giờ khai thiệt đi con là ai? Con là Đỏ. Ủa sao bữa nay đi qua đây cho anh chú vậy? Ở nhà buồn quá tròn luôn. Ở nhà buồn quá tròn hả? Trời đồ ở đâu mà mặc cũ xì vậy? Ủa con đưa ý tưởng cho bà ngoại con trang điểm cho con đen hồi lùi vậy hả? Dạ. Dữ dội trời. Rồi con mặc áo gì thấy gớm vậy? Con lấy nồi vẽ bạc hay vậy? Lấy nồi vẽ bạc luôn hả? Rồi bữa nay bị hai đứa này cho anh luôn trời. Ủa rồi sao mà rồi vé số ở đâu mà mua mà cho anh vậy? Con mua. Cái gì? Của con lụm hả? Của đâu đâu vé số thứ mấy bữa nay thứ mấy rồi? Bữa nay thứ mấy? Bữa nay thứ tư hả? Trời ơi, vé số thứ ba ông ơi. Hèn chi không có để ý. Bữa nay là hai anh em hợp tác cho anh tôi luôn trời. Ai kêu vậy? Ai kêu con cho anh chú vậy? Anh Minh hả? Ủa là ý tưởng đây là của đứa nào? Rồi ai lấy lọ quẹt vô mặt vậy? Con luôn hả? Con luôn. Dữ dội trời. Rồi hồi về có bị đánh không? Con bữa nay là con đóng vai là giả dạng là bán vé số hả? Dữ dội ông ơi. Các bạn nói chứ chủ yếu là tại có clip vui với tại hai bé này nè. Thật ra là nó ra ý tưởng đó chú ơi. Bây giờ tại vì mình là cậu út của nó đi, nó kêu cậu út ơi bây giờ con có ý tưởng này nè, con giả dạng làm người bán vé số vô mua cá beta nghe. Đó, phải không? Con kêu phải không? Đó hai đứa kêu luôn, cho nên mình quay một cái clip để làm kỷ niệm cho hai bé mọi người.
nhớ là mọi người chứ không có những tình tiết gọi là gì nói vui nha, nhưng mà hát hát là sự thật. Tao quên nữa nè, Phương Anh, con nãy con nói con học lớp mấy, lớp Bà Phước hả? Con còn thuộc bài hát nào nữa không? Con thuộc con bài đó hả? Đâu con hát lại cho chú xem coi. Cả nhà ơi, cả nhà thấy bé hát dễ thương không? Nhớ cho bé một tim nha mọi người. Rồi con hát bài gì? Đi học. Đi học gì? Bài đi học. Rồi bài hát đi. Đi học hôm qua em tới trường, mẹ lớn tay tìm bút. Hôm nay mẹ em ngu, một mình em tới lớp trường của em bé bé. Nằm ở lặng ở giữa rừng cây, hương rừng hôm đòi vắng. Ủa, có người ca ca cái gì? Giờ cô em bé nằm là dưới gừng cây hả? Rồi cô giáo em đâu mất tiêu rồi, cô giáo em là bữa nay đi ăn đám cưới rồi nên mất tiêu cái đoạn đó rồi phải không? Cô giáo đi ăn đám cưới rồi. Rồi mấy bé tới hương đừng thơm đợi vắng. Rồi con hát cái bài bà cho chú nghe rồi. Quá trời vỗ tay. Ở chào tạm biệt mọi người nha, mọi người nhớ cho team like, chia sẻ để ủng hộ BCT nha mọi người, cũng như là ủng hộ cho hai bé. Chào tạm biệt mọi người.